Thưa quý vị, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng đã phục hồi nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ. Tính chung 9 tháng qua, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,6 triệu lượt, cao gấp 5,9 lần so với cùng kỳ. Khách trong nước đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng 69,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 17.347 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2022. Hầu hết du khách đến Đà Nẵng đều hài lòng và ấn tượng về cảnh quan, con người và dịch vụ tại đây. It's my first time to Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng, tôi cùng đoàn đã đến thăm Bà Nà Hill, Cầu Rồng, một số điểm tham quan nổi tiếng và các tỉnh thành lân cận. Tôi cảm thấy các điểm du lịch của thành phố rất đẹp. Chúng tôi có thể tận hưởng thư giãn trọn vẹn, từ thời tiết đến khung cảnh, các hoạt động dịch vụ thực sự rất tuyệt vời. Trước đây mình đi du lịch ở Đà Nẵng khoảng 4-5 lần rồi và lần này thì trở lại thì thấy Đà Nẵng cũng đang trong giai đoạn phục hồi sau dịch và đặc biệt là các dịch vụ cũng đã đi vào lại lấy lại các cái sức sống. Có thể thấy tâm thời điểm này là 10 giờ rồi, chưa ai muốn về nhà nghỉ cả vì rất nhiều hoạt động đang sôi nổi diễn ra tại bờ biển. Với những con số ấn tượng nêu trên, Sở Du lịch thành phố khẳng định du lịch Đà Nẵng đã và đang có tốc độ phục hồi nhanh chóng. Kết quả đó là nhờ vào sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các sở ban ngành, đơn vị địa phương và sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp. Đặc biệt là thành phố đã quan tâm triển khai rất là nhiều các biện pháp thực hiện công tác truyền thông xúc tiến quảng bá điểm đến, đảm bảo môi trường du lịch an ninh an toàn và đặc biệt là chuẩn bị các cái sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách. Trong đó nổi bật có các cái chương trình lễ hội sự kiện đặc sắc đã thực sự tạo ra không khí nhộn nhịp và sôi động cho thành phố và điều này đã tạo nên những sức hấp dẫn riêng cho du lịch Đà Nẵng. Để chuẩn bị cho những tháng cuối năm 2023 và xác định đây là mùa du lịch thấp điểm, Sở Du lịch thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách, đặc biệt là khách quốc tế, khi dư địa tăng trưởng còn rất nhiều từ chính sách thị thực mới. Đã triển khai các biện pháp cũng như giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các và công bố các cái chương trình kích cầu du lịch, cũng như là thành phố sẽ tiếp tục cùng các cái doanh nghiệp tổ chức các cái hoạt động lễ hội sự kiện để thu hút khách và chúng tôi cũng sẽ tập trung do công tác truyền thông tăng tần suất về truyền thông quảng bá điểm đến và dự kiến thì từ nay đến tháng 12 năm nay thì sẽ có thêm một đường bay mới từ Cebu, Philippines đến với thành phố. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, song với đà tăng trưởng trong 9 tháng qua cũng như sự chủ động trong việc triển khai các giải pháp đúng trọng tâm. Kỳ vọng du lịch Đà Nẵng sẽ tăng trưởng hơn nữa trong những tháng cuối năm và năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố và xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.